văn. Làm người hay bị bắt giam là do đời trước hay giam nhốt chúng sinh trong lòng, trong chậu. Đã có người vô duyên vô cớ bị án liên lụy và bị bắt tống giam quan, sau đó qua điều tra họ được phán vô tội và phóng thích. Đây là do đời quá khứ hoặc hiện tại bản thân họ đã từng giam nhốt chúng sanh. Tôi từng gặp một nữ viện trưởng viện ấu nhi, chồng bà là lãnh đạo một cơ quan nọ. Mấy năm trước ông bị người vu cáo tham ô nên bị bắt tống giam 3 năm. Sau nhờ điều tra phán ông vô tội mà được thả về nhà. Tuy được cấp lương lại nhưng cũng đã nếm 3 năm tội tù. Bà muốn biết nguyên nhân là do đâu. Tôi hỏi, nhà bà có ưa nuôi chim cảnh không? Bà kể, lúc họ kết hôn, nơi nhà mới có treo lồng chim đủ loài đủ dạng. Mãi đến khi chồng bà bị giam, bà mới đem tặng hết cho người. Tôi quan sát tìm xem nguyên do vì sao chồng bà bị giam 3 năm khổ sở, thì thấy rõ từ đời quá khứ đến hiện tại ông rất ưa nuôi chim. Do dùng lòng giam cầm chúng sinh mà phải thọ quả báo này. Ngày 4 tháng 7 năm 2007, thời báo Hoàn Cầu đăng tin như sau: ở thôn Ekati thuộc nước Ấn Độ có một người dân không làm sai bất cứ điều gì, cũng không phạm lỗi gì với ai, nhưng lại bị giam trong ngục tới 53 năm. Sau khi thả ra, ông được bồi thường 1 rupee, tương đương 2.5 đô hoặc 2 hào nhân dân tệ. Xin kể thêm câu chuyện do đệ tử ngài Hư Vân là Thích Quán Bổn ghi